think he the batter. We call him Elon Musk. Tiếp tục series Exodia 5 tiền 3 sao nhé. Xin chào các bạn, đây là series Chỉ Cờ Với Nắng. Điểm danh một lượt các video mà mình đã làm thì thấy là cũng chưa sót cái giáo án ngon nghẻ nào có thể leo rank mà mình chưa làm nhỉ. Thế nếu mà giáo án đủ rồi thì mình làm gì? Mình chơi Exodia chứ còn gì nữa. Cảm giác dắt vào những con tướng 5 tiền là cái cảm giác vô cùng sung sướng mà mình và hội mê cờ luôn theo đuổi. Và tiếp nối cái chuỗi dắt vào Exodia đó thì hôm nay chúng ta có một trận đấu nuột nà từ khâu eco giữ tiền, chọn lõi rồi xả tiền, lật kèo sát vàng tướng rất là dễ áp dụng. Không tin thì các bạn xem hết video là rõ. Vùng đất được chọn cho trận đấu này là thành phố Bendo, Cẩm Chất Đồ. Và tất nhiên là để đi tìm 5 tiền 3 sao thì Legend Son sẽ được ưu ái rồi. Trận đấu này thì mình khởi đầu với hai mảnh đồ là một váy và một giáp. Ngoài ra thì cũng có khá khá tiền. Lõi công nghệ đầu tiên là lõi vàng, vượt trội sẽ là hợp lý nếu như mà mình có hai sao để cầm đồ như là Zihin hay là Samira gì đó. Nhưng mà các bạn thấy đấy, mình đích có nên là mình không chọn cái này. Thuật sư thiện chiến là một cái lõi mà nhìn thôi đã muốn rôn rồi, chả ai chọn cái này tại vì nó yếu. Đúng. Suy nghĩ rất là nhiều thì mình chọn kiên nhẫn học tập để đi theo con đường logic. Lúc đấy hay đấy. Vì chỉ có hai mảnh đồ cộng với việc là có tướng rơi ra từ cổng giót đồ nữa nên là mình bán hết đi để lại 3 chết trên sân và để tích 20 tiền, chuẩn bị sẵn sàng một tâm hồn đẹp để đánh chuỗi thua rồi đấy. Kịch bản đó đẹp và nó không để sai được. Ra đầu tiên thì mình gặp phù thủy thua 3 chết. Ra tiếp theo lại là phù thủy và mình thua 3 chết tiếp. Vẫn là phù thủy ở 2.3 lại còn kẹp cả hư không nữa. Quả này thì mình chỉ clear được 1 chết thôi. Và tổng kết lại sau 3 round thua thì mình còn lại 82 máu. Một chiếc combo tiền sẽ hướng tới được nhiều đồ hơn nên là mình nhanh chân lụm ngay ở vòng đi chợ. Darius tele từ cổng nhất đồ, quá là vừa khít với cái đội hình giật dẹo này của mình. Bán bớt tướng đi tích 40 tiền để làm giàu cũng lắm. Bài này thua tiếp chứ còn gì nữa. 2.5 thua 2 chết khá là đẹp. Và mình hoàn thành chuỗi thua 5 khi mà gặp nhà can Trường Đam khá là kinh ở 2.6, còn lại 72 máu các bạn. Bãi đá sau đấy cho mình một ít tiền, một giáp và một găng, quá là giàu có. 3.1 là mình tích được 80 tiền rồi, nhưng mà mình chưa up cấp vội, biết đâu tí nữa nó có lõi khuyến mãi kinh nghiệm hay là cái gì đấy liên quan đến tiền như là quỹ phòng hộ thì sao, không vội vàng được. Hợp lý. Tơn này thua 4 chết. Axan cầm hai đồ bắn bù bù chiu chiu, bắn cho mình còn 61 máu luôn. Lõi kim cương kìa, chất đấy. Và một chiếc lõi thần kỳ hơn cả khuyến mãi kinh nghiệm chính là động lực cuối cùng. Tuyệt vời hơn cả mong đợi. Mình chọn luôn mà không thèm roll hai cái còn lại. Tối ưu lõi luôn chứ tiền này thì mình đủ sống 3 đời. À nhầm, đủ để mình lên 8 nên là cứ nút F mà bấm thôi. Sau đấy thì mình nhẹ nhàng làm cái chuỗi thua 7, rồi chuỗi thua 8. Máu thì đã tụt xuống mốc 38. Máu này thì không ai tranh đồ của mình ở chợ được hết. Mình chốt đơn cái gậy, sẵn sàng lắp đồ cho hai ứng cử viên 5 tiền là Belvet và Ari, mặc dù là giờ mình vẫn chưa có. Gặp lại một phù thủy ở 3.5 và ông này đấm mình đâu vờ lờ luôn, nguyên nhà không đó. Mình thay nhẹ vài chết vào sân để thua ít đi một tí, nhưng mà không, gặp ngay một nhà hàng sau bố quý phòng hộ đang eco nên là mình thắng luôn mà. Theo tính toán của mình thì phải tiếp tục thua ở 3.6 với cả 4.1. Tới 4.2 vòng chọn lõi thì sẽ lên được level 9, kích hoạt động lực cuối cùng thì mình sẽ có đủ tiền, cấp và thời gian để roll. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Thôi thì lỡ rồi thì phải thua thêm một round vậy. Tại vì là mình còn 25 máu lận, không đủ số 1 máu ở 4.1. Bầy sói cho mình khá là nhiều đồ, một đai, một gậy, một giáp và một váy. Mình lắp bớt hai đồ tanh là giáp gai với cả vút rồng. Cái gì làm trước được thì làm trước luôn. Không tí nữa lại vừa roll vừa lắp đồ lại không xử lý kịp, loạn xình ngẫu cả lên. Đấy là kịch bản nên là 4.1 thua xong mình vẫn còn 9 máu. 4.2 thì mình chọn một lõi đánh nhau là ý chí bất khuất và đã có 80 tiền trong túi. Chính là thời khắc này mình bán hết tướng đi và chỉ để những con tướng quan trọng để thua và kích hoạt lõi động lực cuối cùng. Roll rất nhanh rất nhiều với 150 tiền ở level 9, những gương mặt vàng đã xuất hiện và mình có 5 Achok, Kassante 2, Ivy và một số con tướng cần thiết khác. Đồ tanh thì mình lắp Kassante bởi vì nó lên 2 trước. Cuồng đao cho Belvet, chỉ cần Belvet lên 2 nữa thôi là quá ok để mình vô địch trong những cái round đấu 4 chấm này rồi. Người đầu tiên phải hứng chịu cái nỗi đau Exodia mang lại này là một nhà tanh bằng Ionia và đa bằng Axan, nguyên nhà luôn chứ còn gì nữa. Đấy rồi, chính nó. Không có gì tuyệt vời hơn khi mà Belvet cầm BF chạy ngay trước mặt mình, mà mình lại còn là người đầu tiên được lựa chọn nữa. Cái này các cụ gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Làm vài đường roll cơ bản thì mình có được sự góp mặt của Sion và có Belvet 2 mang những cú đấm lần lượt trả cho các anh em trong lobby. Đầu tiên là cái ông phù thủy này, nãy đấm tôi hơi đau đấy nhé. Từ từ, để thêm Ionia vào sân để hỗ trợ việc ra skill cho Ari với cả thêm tanh cho Achok nữa. Okay. Nhà tiếp theo bị trừng phạt là quần đảo bóng đêm, chắc là hết hồn lắm. Mới đang toàn một sao yếu siêu mà gặp ngay cái đứa Exodia động lực cuối cùng nó đấm cho xanh mặt luôn. Sao đó được? À, có một trích nhỏ mà mình học được là sau khi mà cái máy bào vàng được búp nhẹ ở bản 13.15 này á, thì các bạn nên chọn 3 nâng cấp cho súng của Hammer là máy bào vàng, modun và không kích cơ khí nhá. Thấy nhiều nhà cũng lên 9 nên là mình không tích tiền mà roll bắt tướng luôn, tránh cái việc là họ lên 2 sao xong rồi đấm lại mình. Tầm này thì bài cũng khỏe rồi nhưng mà máu thì còn đúng một giọt. Bảo không run thì chắc là nói phép thôi. Nói đi cơ.
Rochim cuối cùng trả cho mình hai cái nước mắt với cả một cái BF. Để tớ U2 Dam thay vì là chỉ đánh bằng Belvet thì mình chọn lắp Blue với cả Crit phép cho Ari, kiếm tử thần còn lại thì cho nữ chúa Belvet. Sion thứ ba cũng chui ra từ cổng Yodo để lên 2 và không tốn một cái đồng nào của mình để roll cả. Hết sảy. Đã một vòng lobby thấy các nhà cũng lên 9 hết lượt rồi, cũng ổn định bài và cũng khá là nhiều tướng năm vàng. Nhưng để mà nói nhiều hay sao bằng mình thì chưa có ai. Bạn mình tin rồi. Gặp ngay bãi rác Samira Noxus ở 5.1, nhưng mà bố của Samira Belvet nó còn chả ngán. Nó mổ liên tục và cùng với những cơn sóng xô từ Ari, clear sàn phút 1. Trong lúc Ron giữ tứ và check bài thì mình phát hiện là có một ông đang cầm Kasate 2 nhưng mà sắp ngủ rồi. Nên là mình bắt luôn hai con Kasate trong cửa hàng. Vậy là mình có con thứ 5 rồi đấy. Nhà này chơi phù thủy cũng ok đấy. Velcot với cả Lắc đều cầm 3 đồ và tanh cũng trâu phết. Về cơ bản là chơi tốt. Nếu mà không gặp kẻ trở về từ cõi chết là mình. Mình tạt cho gáo nước cái tịt cháy luôn. Tình hình lobby lúc này còn 7 người, nhiều nhà hấp hối và một ông level 9 đã phải nghỉ chơi. Một phù thủy nữa ở 5.3, tanh thì cũng khá là ok đấy nhưng mà đam thì không có mấy. Belvet được dàn tanh che chở lại còn nhận được kháng hiệu ứng sau khi cùng đồng đội hạ gục được tướng của đối thủ. Và những phát bổ chất lượng ấy đã mang về cho mình cái chiến thắng thứ 6. Thêm một gương mặt nữa dừng lại, tầm này thì lobby khá là căng rồi. Kẻ yếu là kẻ sẽ bị đào thải thôi. Ở chợ có ấn Ionia với cả diệt khổng lồ trông cũng khá là mờ lem. Nhưng mà Belvet em yêu cần hồi phục nên là mình quyết định lấy huyết kiếm cho nó. Bãi rác cũ nhưng mà đội hình thì mới rồi, mới bổ sung thêm hai con tướng 5 tiền cũng kinh. Nhưng mà chỉ cần liếc qua một giây thôi là các bạn cũng biết ai là kẻ mạnh hơn rồi đúng không? Các nhà level 9 Exodia cũng đang đấm nhau giành sự sống rất khốc liệt. Có ông này Belvet 2 3 đồ là chiến thắng và mục tiêu của mình là phải tiễn được ông này để có được 5 tiền 3 sao. Thế đất nào mà vẫn chưa gặp mà lại là cái nhà phù thủy còn lại cơ. Máu nhiều nhất lobby và đã có Taric 3 rất trâu. Sion bị Lắc chiếu thẳng vào mặt, nó nằm xuống và hất tung kẻ địch. Kasate hất rồi đá Swain và làm rối loạn đội hình địch. U súng hỗ trợ Belvet hạ gục Javan và sau đấy là những vị tướng còn lại cũng dần dần nằm xuống. Nhà Exodia kia vẫn còn đặt cháy nên là mình chưa thể roll được. Được cái là bên đấy cũng cạn tiền rồi nên là mình sẽ bán bớt một số tướng không lên được 3 đi và chỉ bắt Kasate với cả Hammer rồi. Thêm một chiếc mũ cho Ari sau khi đánh với rồng ngàn tuổi. Trốn đến mấy thì cũng phải gặp 6.1 dấu tích nằm ngay ngắn dưới cái tên của ông anh Exodia kia. Vãi, gặp bóng các bạn ạ. Game thật là biết cách làm cho người ta sốt ruột. Tanh với cả đam bên đấy không đủ để hạ gục đi bức tường thủ nhà mình vì mình có nhiều 5 tiền 2 sao hơn. Ngoài ra thì cái lõi ý chí bất khuất cũng góp phần giúp mình có chiến thắng này. Nhà phù thủy kia cũng phải bị khuất phục trước nhà Exodia. Đúng là một mét vuông 9 thằng chơi Exodia là vậy. Hoặc là top 1, hoặc là out top. Tích được hơn 50 tiền rồi nên là mình lại roll bằng lợi tức. Và mình có Hammer thứ 6. Đây rồi, kỳ phung địch thủ. Chờ mãi mới có cơ hội để tiến bạn lên đường. Mình hơi vội khi sợ cái nhà còn lại sẽ chết thì mình không kịp roll. Vì nãy gặp bóng của mình thì họ mất 18 máu rồi. Và thế là với 71 tiền còn lại và 5 Kasante, 6 Hammer được chọn để dắt vàng, mình roll vãi luôn. 8 Kasante, 8 Hammer rồi. Bán cả Rai đi roll tiếp. Hammer thứ 9 đó kia tư tư. Cái tay bao nhiêu lần rồi nhanh hơn não mà vẫn không thể sửa được. Mình gấp gáp bán được tối trên sàn đi để roll gỡ lại nhưng mà không. Thời gian đã hết rồi. Kasante thứ 9 trong cửa hàng cũng xuất hiện muộn màng để nhìn mình ngồi khóc. Mặc dù để mọi người nhìn thấy Hammer thứ 9 và Kasante thứ 9 trôi qua trong vô vọng. Và mặc dù mình chỉ top 2 nhưng mà mình vẫn muốn làm cái trận đấu này. Vì ngoài cái sai lầm phút chót ra thì nhìn chung trận đấu khá là ok. Từ việc eco, chọn lõi, tích tiền, xả tiền đều khá là ổn để áp dụng trên Exodia đấy. Mình sẽ rất vui nếu mà các bạn like, share video này ủng hộ mình đấy. Một like chả mất tiền mua, xem xong nhớ like cho vừa lòng nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn ở những video tiếp theo của series 5 tiền 3 sao của mình nhé. Bye bye.